Nhật Bản sẽ tặng xe quân sự cho Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, theo Nikkei Asian Review, Nhật có kế hoạch thảo luận việc tặng xe quân sự cho các nước Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia trong vài tháng tới. Những xe được thảo luận sẽ là xe tải và xe ben có thể vượt địa hình phức tạp. Ngoài ra để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận và sử dụng số xe này, chính phủ Nhật cũng có kế hoạch gửi lực lượng phòng vệ đến các nước được tặng để huấn luyện. Ngoài ra, hồi đầu tháng 2 năm 2017, bà Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cũng cho biết nước này sẽ tham gia hoạt động huấn luyện và hợp tác phòng vệ với một số nước Đông Nam Á. Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam hồi giữa tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố cung cấp 6 tàu tuần tra cho cảnh sát biển. Trong cuộc họp báo chiều 16 tháng 1 tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định sẽ hỗ trợ mạnh mẽ giúp nâng cao năng lực trên biển của Việt Nam thông qua việc đóng mới các tàu tuần tra cho Việt Nam. Với chiều dài 67,8m, rộng 7,9m, tàu tuần tra nhật cấp cho cảnh sát biển Việt Nam có tầm hoạt động lên tới 3.200 hải lý. Trong buổi gặp mặt báo chí tối cùng ngày, ông Kawamura Yasuhisa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho biết tổng trị giá 6 tàu tiếp theo mà Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam vào khoảng 38,5 tỷ Nhật bằng nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ Nhật dành cho Việt Nam. Trước khi ông Abe đưa ra cam kết này, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada cũng đã thông báo rằng Nhật đã cung cấp 6 tàu đã qua sử dụng cho Việt Nam và trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Theo truyền thông Nhật Bản, những tàu nước này viện trợ cho Việt Nam thuộc lớp Teshio Natsui đã qua sử dụng. Đối với các nước Malaysia, Indonesia, Philippines, từ lâu nhật cũng đã cung cấp các trang thiết bị và giúp đào tạo, huấn luyện nhân viên trên các lĩnh vực giao thông và cơ hội trên biển. Năm 2007, Tokyo cũng đã viện trợ cho Jakarta 3 tàu tuần tiểu loại 27m loại tàu mà chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Philippines có chiều dài khoảng 40 m lượng chiếm nước 180 tấn. Căn cứ vào các loại tàu tuần tiểu hiện có của Nhật, loại được chọn có thể là tàu tuần tiểu cỡ nhỏ BS thuộc lớp Mihashi Raizan. Còn Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lớp tàu tuần tra cỡ trung bình PM lớp Teshio được xây dựng vào những năm 80 và mang tên Teshio là một lớp tàu tuần tra cỡ trung bình 500 tấn dựa trên việc cải tiến thiết kế tàu Bihoro là một lớp tàu tuần tra đã đóng một loạt 29 chiếc trong các năm 1974 và 1978. Trong chiến lược phát triển, người Nhật hết sức tiết kiệm. Thiết kế bên ngoài của lớp tàu này rất giống với các tàu quách mình của Hải quân, tức là lực lượng phòng vệ hàng hải, Japanese Maritime self Defense Force. Kích thước chủ yếu của tàu PM lớp TCO chiều dài là 67,8m, rộng 7,9m, mớn nước 4,4m, lượng chiếm nước là 630 tấn, trọng tải 526 tấn, động lực hai động cơ diesel 3000 CV, hai trục chân vịt, tốc độ là 18 hải lý một giờ. Tàu có tầm hoạt động 3.200 hải lý, vũ khí chính là khẩu pháo 20mm, loại GM61A1, kiểu M61 Vulcan, dùng cho Mỹ và NATO, 6 đồng bắn tốc độ cao. Tàu có thể hoạt động với trang bị gồm 33 người. Các bạn vừa theo dõi video. Nhật Bản sẽ tặng xe quân sự cho Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Năm pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất Đông Nam Á Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay với sự phát triển của công nghệ dẫn đường, tranh giới giữa pháo phản lực, phóng loạt tầm xa và tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn đã gần như bị xóa nhòa. Pháo phản lực dẫn đường Extra Hệ thống pháo phản lực dẫn đường Extra do IMI và phân hãng MLM System Division của IAI hợp tác phát triển được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm hàng không Paris 2005. IAI và IMI đã kết hợp kinh nghiệm về động cơ rocket, đầu đạn và hệ dẫn của mình để phát triển extra và sử dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ tiến công dẫn chính xác không theo đường ngắm NLOS. Đạn pháo được đặt trong những container kính, ghép thành cụm 4 quả nhằm thuận lợi cho việc bảo dưỡng, cất giữ và tiết kiệm. Ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các container mang đạn sẽ được đặt lên bề phóng, cố định hoặc xe phóng để có thể cơ động được ngay. Đạn extra có chiều dài 3,97m, đường kính 300mm, trọng lượng phóng 450kg, mang theo đầu đạn nổ mạnh hoặc đạn chùm nặng 125kg, tầm bắn lên tới 150km với độ sai lệch nhỏ hơn 10m. Bên trong đạn pháo tích hợp sẵn hệ thống dẫn đường GPS quân sự với khả năng tự động điều chỉnh đường đạn bằng những mô đun đẩy, dữ liệu mục tiêu được nạp trước khi bắn và sau khi bắn, đạn sẽ tự động điều chỉnh đường bay, oanh kích mục tiêu chính xác. Hiện tại, pháo phản lực dẫn đường Extra đang có trong biên chế của lực lượng pháo tên lửa bờ thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam. Pháo phản lực phóng loạt DTI-1G DTI-1G là phiên bản mới nhất của gia đình pháo phản lực loạt phóng tầm xa do Thái Lan tự sản xuất trong nước. Gần đây, hệ thống này đã được thử nghiệm thành công giống như các thành viên DTE-1 khác, dt 1 Tri cũng được chế tạo dựa trên nguyên mẫu pháo phản lực phóng loạt WS của Trung Quốc, mà cụ thể trong trường hợp này là WS-32. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt dt 1 Tri của Thái Lan gồm 4 ống phóng rút két cỡ nòng 400mm đặt trên khung gầm xe tải nặng nặng 8x8 được bọc giáp. Đạn rocket DT-1, DT-1 kia có tầm bắn 60 đến 150 km, được trang bị hệ thống kiểm soát và điều khiển hỏa lực hiện đại, tích hợp công nghệ dẫn đường tiên tiến cho độ chính xác cao hơn đáng kể so với những biến thể DT trước kia. Pháo phản lực phóng loạt Astros 2 Astros 2 là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt do Avibras Brazil sản xuất, được đặt trên cung cầm xe tải Trestan VPT 2028. 6x6 6 có khả năng hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau, hệ thống được thiết kế dạng module để sử dụng các loại đạn có đường kính từ 127 đến 300 mm. Khẩu đội Astros 2 tiêu chuẩn gồm 13 xe, trong đó có 6 xe phóng, 6 xe tiếp đạn và 1 xe điều kiện hỏa lực cơ số đạn tùy thuộc vào loại đúc kết được sử dụng với đạn SS 30 cỡ 127 mm cơ số đúc kết cho mỗi loại xe phóng là 32 quả với đạn SS 40 cỡ 180 mm cơ số đúc kết trên mỗi xe là 16 quả hoặc chỉ là 4 quả nếu mang đạn rocket SS 60, 80, 150 cỡ 300 mm tầm bắn tương ứng với các biến thể SS 30 chính đến 30 km ss 40 15 đến 35 km, SS60 20 đến 60 km, SS80 22 đến 90 km, SS150 29 đến 150 km. Bên cạnh đó, tên lửa hành trình AV300MT tầm bắn tới 300 km cũng đang được phát triển để trang bị cho hệ thống. Ngoài ra, mỗi xe phóng cần được trang bị một đại liên M2 Browning 12,7mm, xe phóng có phạm vi hoạt động 480km, tốc độ tối đa 90km h giờ, loại nước sâu 1,1m, vượt hào rộng 1m. Hiện tại, các tổ hợp pháo phản lực phóng lột astros 2 đang có trong biên chế của quân đội Indonesia và Malaysia. Pháo phản lực phóng loạt HIMARS M142 Height Molybity Artillery Rocket System HIMARS là phiên bản thu gọn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 do Mỹ chế tạo. HIMARS chỉ mang được một container với 6 đạn kết cỡ 227mm hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 AGACMS so với hai container và 12 đạn kết hoặc hai tên lửa MGM-140 của M270. Tầm bắn của các loạt đạn rocket trang bị cho M142 như sau. Đạn M26 32 km, đạn M26A1A2 45 km, đạn M30 M31 70 km. Đặc biệt là tổ hợp có thể phóng tên lửa MGM-168 Block IVA biến thể mới nhất của MGM-140 ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Thời gian phóng loạt 6 rút kết là 20 giây, vùng sát thương của một đạn có diện tích vào khoảng 78,5 hectare. Các container có thể tháo rời khỏi xe để tái nạp trong vòng 5 phút, xe phóng chạy được với tốc độ tối đa 85 km/h, tầm hoạt động 480 km. Quân đội Singapore hiện có 18 hệ thống HIMARS trong biên giấy, tiếp nhận từ năm 2007. Pháo phản lực phóng loạt M1985 1985 là hệ thống pháo phản lực phóng loạt do Triều Tiên sản xuất và hiện đang có trong trang bị của quân đội Myanmar. Hệ thống gồm bị hai ống phóng cỡ 240mm đặt trên cung gầm xe tải 6x6, có khả năng bắn những quả rocket nặng 407kg với đầu đạn 90kg, đi xa 43km, thời gian phóng loạt 12 rocket hết 96 giây, bộ cổ đội M1985 thường gồm 5 xe phóng. So với những hệ thống pháo phản lực phóng loạt đã giới thiệu ở trên, thì M1985 thua kém rất nhiều cả về tầm bắn cũng như độ chính xác. Bù lại nó có giá thành khá rẻ nên thường được sử dụng ở quy mô lớn. Một điểm rất thú vị là khung gầm xe phóng được Triều Tiên chế tạo dựa trên nguyên mẫu xe tải Isuzu của Nhật Bản có tốc độ tối đa 60 km h giờ, tăng hoạt động 600 km. M1985 có phiên bản nâng cấp là M1991, mang được tới 22 ống phóng rocket 240mm, Iran cũng mua bản quyền để chế tạo loại pháo phản lực phóng loạt này dưới tên gọi Fadid 3. Tính ưu việt của pháo phản lực cải tiến BM21M1 Quý vị và các bạn thân mến, pháo phản lực BM21M1 đã được Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng cải tiến từ pháo phản lực BM21. Sau khi được cải tiến, pháo phản lực BM21M1 đã khắc phục được những hạn chế cơ bản của pháo phản lực BM21 qua đó nâng cao tính kỹ chuyến thực, đặc biệt là khả năng tự động tính toán và điều kiện bắn. Thông qua cải tiến một số nội dung, pháo phản lực BM21M1 có khả năng tính toán, hiệu chỉnh và điều kiện tự động lấy các phần thử bắn nhanh, chính xác, tích hợp hệ thống thông tin, truyền dữ liệu, bảo đảm tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, ngày và đêm. Trước khi kiếp xe của pháo phản lực BM21 có 5 người, nay với BM21M1 Kiếp xe rút gọn còn 4 người, thời gian chuẩn bị trước bắn của BM21 là 14 phút, nay thời gian chuẩn bị bắn của BM21M chỉ còn 1 phút rưỡi. Việc điều khiển tầm hướng của pháo phản lực BM21 là bắn thủ công hoặc thủ công. Sau khi được cải tiến thành pháo phản lực BM21M1, việc điều khiển tầm hướng có thể được thực hiện tự động, bắn thủ công hoặc thủ công. Tương tự trước đây pháo phản lực BM21 tính toán phần tử bắn thủ công, nay với BM21M1, việc tính toán phần tử bắn được thực hiện tự động. Đó là một vài ví dụ cho thấy tính ưu việt của pháo phản lực cải tiến BM-21M1. Đáng chú ý, quá trình cải tiến pháo phản lực BM-21M1 hoàn toàn dựa trên tiềm lực quốc phòng trong nước, phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ khai thác sử dụng của ta và đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa vũ khí trang bị của quân đội. ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những sát thủ bầu trời. Quý vị và các bạn thân mến, khoảnh khắc ấn tượng khi một chiếc ông bắp cày FA-18C chuẩn bị trời tổ. Chiếc chim ưng F16 trao liện trên bầu trời đêm của thị trấn Aviano của Italia. Chim săn mồi F22 tăng tốc độ đột ngột với những tia lửa tóe ra từ hai động cơ Whitney F119 đại bàng F-15 xuất kích với động cơ được nạp đầy. Cú mặt trái hoàn hảo của chiếc FA-18C Mèo được Crewman F-14 Tomcat bảo bối một thời của không quân Mỹ. Quái vật ném bom B-1 Lancer rực sáng trên nền trời hoàng hôn. Mở máy bay ném bom chiến lược tầm trung cánh cục cánh xe F-111 từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam một chiếc F-14A Tomcat khác chuẩn bị cất cánh. Uy lực của huyền thoại Nga MiG-25 Tiêu F-35B tiêm kích tàng hình thế hệ mới nhất của quân đội Mỹ. khám phá hầm trú ẩn hạt nhân sức chứa 2.700 người tại Nga. Hầm trú ẩn hạt nhân của Nga nằm sâu gần 200m dưới mặt đất. Các bức tường thép dày hơn 0,6m đủ chỗ cho 2.700 người lớn nặng nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân trở thành hiện thực. Địa điểm trong tấm hình là khu đại sảnh nơi mà người dân đi qua đầu tiên để các nhân viên an ninh thu thập thông tin. Một nhân viên đang hướng dẫn cách mặc đồ bảo hộ chống phóng xạ. Hầm trú ẩn gồm các thiết bị như máy phát điện chạy bằng diesel, bơm nước, được bảo hộ chống phóng xạ và chất độc hóa học, giường gỗ để ngủ. Cảnh sát Moscow hướng dẫn người dân về những tình huống có thể xảy ra trong chiến tranh. Nếu xuống hầm, mỗi người dân có khẩu phần 3 bữa ăn và 3 lít nước mỗi ngày. Hầm cũng gắn máy điều hòa, 75 nhà vệ sinh và một nhà tắm rộng đủ cho 200 người cùng lúc. Lối vào hầm trú ẩn số 1 tại Moscow. Nhân viên y tế trong hầm bên bầu dụng cụ mà họ sẽ dùng để chăm sóc cho những người bị thương hoặc là đau bệnh. Một xe cứu thương đời cũ để chiên chở bệnh nhân. Nhân viên an ninh canh gác tại hầm bên cạnh những dụng cụ phát hiện phóng xạ đời cũ và mặt nạ chống khí độc. Một nhân viên hướng dẫn cách mặc đồ bảo vệ tại hầm. Sơ đồ toàn cảnh hầm trú ẩn hạt nhân số 1 tại Moscow. người ta chế tạo trực thăng như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, máy bay trực thăng được phân loại dựa trên hoạt động của cánh quạt. Nó rất tiện lợi bởi có thể cất cánh và hạ cánh theo đường thẳng đứng trong không gian hạn chế. Tuy nhiên, vì thế mà khả năng vận tải của nó không thể so sánh với các loại máy bay cánh cố định khác. Hiện nay, máy bay trực thăng được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, chủ yếu phục vụ cho việc vận tải trọng lượng nhẹ, như phun thuốc trừ sâu cho một khu vực nông nghiệp rộng lớn, thâm nhập các vùng sâu vùng xa không có đường bay và sân bay lớn cứu hộ những người mắc kẹt ở các khu vực hiểm trở và khó khăn cung cấp hàng hóa cho các giàn khoan dầu ngoài khơi biển xa chụp hình và quay phim trên cao cũng như trong các lĩnh vực quân sự mô hình máy bay trực thăng đầu tiên được bay lên trời do hai anh em người Pháp Louis và Jacques Bréguet chế tạo dưới sự cố vấn kỹ thuật của giáo sư Charles Richet sau này, kỹ sư người Nga Igor Sikorsky trở thành nhà tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất trực thăng và đưa chiếc máy bay trực thăng đầu tiên hoạt động ổn định vào năm 1939. Công nghệ hiện đại giúp cho việc sản xuất máy bay trực thăng trở nên dễ dàng và đa dạng hơn. Tuy nhiên, các công đoạn vẫn phải có những tiêu chuẩn nhất định. Trước tiên, về thiết kế, các máy bay trực thăng có thể hoạt động được nhờ vào một trong hai loại động cơ chính, theo nguyên lý piston hoặc tư binh khí. Các động cơ này giúp đỡ cho hệ thống cánh quạt chuyển động Máy bay trực thăng có hệ thống cánh quạt gồm từ 2 đến 6 lưỡi gắn vào một trục trung tâm. Chúng thường có chiều dài tương đối và bề ngang nhỏ, chuyển động chậm, giúp điều khiển trực thăng dễ dàng hơn. Để giảm thiểu trọng lượng, hiện các loại máy bay trực thăng hàng nhẹ đều chỉ gắn hai cánh quạt. Vật liệu dùng để sản xuất trực thăng thường được làm từ kim loại hoặc hợp chất composite hoặc kết hợp cả hai. Giải mã dòng máy bay Su hiện thoại, ông 30 của tiêm kích Nga. Quý vị và các bạn thân mến được thiết kế và phát triển bởi tổng công ty hàng không Sukhoi của Nga, Su-30, NATO gọi là Flanker C, là một máy bay chiến đấu đa nhiệm hai động cơ với hai chỗ ngồi và được trang bị nhiều loại thiết bị và vũ khí tiên tiến để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tấn công, phòng thủ, hộ tống đến tuần tra, do thám, tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cả không đối không, lẫn không đối đất ở mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Đây là phiên bản máy bay tiên phong của nhóm ông 30, gồm hàng loạt thiết kế máy bay tiêm kích đa nhiệm, phát triển trên cơ sở loại máy bay tiêm kích Su-27 trong giai đoạn cuối Liên Xô đầu Liên bang Nga. Máy bay tiêm kích Su-30 được xem như một bước chuyển có ý nghĩa quyết định giữa máy bay tiêm kích thế hệ 4 và máy bay tiêm kích thế hệ 4 cộng của ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga. Các máy bay chiến đấu của Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga hiện nay sau khi hoàn tất giai đoạn thiết kế và thử nghiệm sẽ được đăng ký mã trang bị để chính thức đăng bạ vào hệ thống trang bị vũ khí, khí tài có đủ tiêu chuẩn phục vụ triển khai chiến đấu trong nước hoặc xuất khẩu. Theo thông lệ định danh máy bay chiến đấu có từ giai đoạn sau Thế chiến 2 ở Liên Xô, các máy bay chiến đấu được cấp mã trang bị gồm bộ chữ lấy từ hai chữ cái đầu tiên của tên phòng thiết kế và bộ số gồm hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm theo thứ tự tăng dần tính lần lượt từ bộ số của loại máy bay chiến đấu được cấp mã trang bị gần nhất của chính phòng thiết kế đó. Riêng bộ số được cấp theo tính năng thiết kế phục vụ mục đích chiến đấu cơ bản ban đầu của máy bay chiến đấu. Với bộ số lẻ được cấp cho các loại máy bay tiêm kích, máy bay tiêm kích và máy bay cường kích, trong khi bộ số chẳng được cấp cho các loại máy bay ném bom, máy bay cảnh giới kim chỉ huy đường không, máy bay huấn luyện chiến đấu và máy bay vận tải quân sự. Trong cách định danh bộ máy bay chiến đấu của Liên Xô cũng xuất hiện một số ngoại lệ như việc hoán triển tính năng từ thiết kế máy bay chiến đấu theo mục đích ban đầu sang mục đích chiến đấu phái sinh bằng cách giữ nguyên bộ số nhưng thêm tiếp vị ngữ bộ chữ chỉ mục đích chiến đấu mới sau bộ số hay như trường hợp máy bay chiến đấu được giảm lược tính năng để phục vụ xuất khẩu và viện trợ quân sự sẽ đổi bộ số trong mã trang bị từ lẻ sang chẵn hoặc bằng cách thêm tiếp vị ngữ vào sau mã trang bị. Việc hoàn thiện thiết kế Su-30 được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo chuyển đổi toàn diện từ máy bay tiêm kích đa nhiệm đối không tầm trung, xa sang máy bay xung kích tiền phương. Su-30 được phát triển trong bối cảnh Su-27 dù có sức chiến đấu mạnh nhưng không đủ tầm xa để đáp ứng các nhu cầu tác chiến của lực lượng phòng không liên xô. Vào đầu năm 1986, Su-27 được cải tiến thành Su-27PU với tầm hoạt động rộng hơn. Đây là mẫu chiến đấu cơ hai chỗ ngồi với hiệu suất giống như mẫu một chỗ ngồi Su-27, nhưng có tầm hoạt động xa hơn. Sau ba nguyên mẫu thử nghiệm thành công, đến ngày 31 tháng 12 năm 1989, thì mẫu máy bay này được chính thức sản xuất tại Ecos với tên gọi là Su-30. Ngày 14 tháng 4 năm 1992, chiếc máy bay tiêm kích Su-20 giai đoạn 1 chính thức cất cánh thử nghiệm lần đầu tiên tại sân bay trung tâm thử nghiệm bay mang tên là Kromov. Sau thành công của chuyến bay thử đầu tiên của Su-30, hai chiếc Su-30 trong lô chế tạo thử nghiệm được bàn giao cho trung tâm thử nghiệm bay mang tên Kromov để thử nghiệm khí động và khai thác. Năm chiếc Su-30 thuộc lô tiếp theo của Liên hiệp chế tạo máy bay Ecos được giao cho trung tâm ứng dụng và chiến đấu huấn luyện chuyển loại phi công số 148 thuộc quân chủng phòng không, này là quân chủng không quân của Nga. Đây cũng là hai địa chỉ duy nhất tại Liên bang Nga hiện đang khai thác loại máy bay tiêm kích Su-30 thế hệ đầu tiên. Như vậy có thể thấy, việc định danh mã trang bị máy bay xung kích Su-30 phản ảnh quá trình chuyển đổi chiến lược tiếp cận thị trường máy bay chiến đấu từ trong nước sang xuất khẩu. Chiến lược này vừa nhằm thực hiện chức năng chiếm giữ thị trường máy bay tiêm kích thế giới và thu ngoại tệ về cho tổ hợp Sukhoi khôi trong ngắn hạn, vừa nhằm thực hiện chức năng tìm kiếm phân tích hoàn thiện công nghệ vũ khí đường không tích hợp giữa hệ thống vũ khí Nga với hệ thống vũ khí vân Tây phục vụ quá trình phát triển máy bay tiêm kích trong dài hạn của cả tổ hợp su khôi lẫn ngành công nghiệp hàng không quân sự Liên bang Nga cùng với Su-27, Su-34, Su-35, Su-30 là một trong những máy bay được sản xuất hàng loạt phục vụ biên chế quân đội Nga. Su-30 được chia thành hai nhánh sản xuất bởi hai công ty khác nhau là KNAAPO và Equut Corporation, nhưng đều đặt dưới sự quản lý của Sukhoi. KNAAPO sản xuất Su-30 MKK và Su-30 MK2 vốn được thiết kế và bán cho Trung Quốc, sau đó là Indonesia, Uganda, Venezuela và Việt Nam. Việt Nam Điều gì xảy ra nếu Đức phát triển phi cơ ném bom chiến lược? Quý vị và các bạn thân mến, những năm chiến tranh thế giới thứ hai, Đức Quốc xã đã xây dựng một lực lượng không quân chiến thuật khôn mạnh, không quân Đức hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo từ mặt trận phía Tây đến mặt trận phía Đông. Tuy nhiên, sự thống trị bầu trời của không quân Đức tồn tại không lâu. Sau thất bại tại vòng cung Krosk, không quân Đức dần mất ưu thế. Ưu thế không quân Đức giảm dần là do sự lớn mạnh của lực lượng đồng minh, song trong đó có một phần từ sai lầm của Đức. Không quân Đức đã bỏ qua vai trò của lực lượng máy bay ném bom chiến lược, kết quả là họ phải chịu những tổn thất nặng nề bởi các trận oanh kích của không quân đồng minh bằng máy bay ném bom chiến lược vào sâu bên trong các căn cứ quân sự. Không quân Đức không thể tung ra các đoàn tấn công vào sâu bên trong căn cứ địa của đối phương, nên họ không thể ngăn chặn được các chiến dịch phản công của lực lượng đồng minh. Nếu Đức Quốc xã theo đuổi dự án máy bay ném bom hạng nặng Uran chiến tranh thế giới thứ hai, có thể đã diễn biến theo một chiều hướng khác. Dự án máy bay ném bom chết yếu theo người sáng lập theo historyofwar org mùa hè năm 1935, tướng Walter Wever, tham mưu trưởng không quân Đức, đã yêu cầu hai nhà sản xuất Junker và Dornier đề xuất bản thiết kế máy bay ném bom hạng nặng. Tướng Wever đã nêu ra năm điểm then chốt của không quân chiến lược, đặc biệt ông nhấn mạnh đến vai trò ném bom vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng làm tê liệt nguồn cung cấp vũ khí cho quân đội đối phương. Theo yêu cầu của tướng Wever, mẫu máy bay ném bom hạng nặng phải có khả năng mang theo 2,5 tấn bom có thể tấn công các mục tiêu ở vùng Uran, Nga hoặc Scotland nên được gọi là dự án máy bay ném bom Uran. Công ty cơ giới thiệu mẫu Ju 89, nó thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm 1936. Ju 89 có khả năng mang theo 1,6 tấn bom trong khoang chứa bên trong thân. Người ta trang bị cho nó 4 động cơ cánh quạt Jumo 211A 12, xi lanh công suất 960 mã lực một chiếc ju 89 được điều khiển bởi phi hành đoàn 9 người, gồm hai phi công, nhân viên tổng đài, kỹ sư máy bay, pháo thủ và 5 người điều khiển các súng máy phòng thủ. Dân cờ đã sản xuất hai nguyên mẫu ju 89 V1, V2 sẵn sàng đưa vào thử nghiệm. Trong khi đó, nhà sản xuất Dornier giới thiệu một máy bay ném bom hạng nặng DO-19. Nó có thiết kế tương tự một máy bay ném bom tầm trung AW-38 Whitley của Anh, nhưng có sải cánh dài hơn, thân máy bay lớn hơn, Do 19 sử dụng 4 động cơ Bramo 322H2 công suất 950 mã lực một chiếc, Trenio DO-19 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 10 năm 1936. Mang trình diện của nó khá thất vọng. Máy bay, bay có tốc độ quá chậm và chỉ có khả năng mang theo 1,6 tấn mâm. do 19 chỉ có tầm bay ở mức trung bình, không đạt yêu cầu tầm xa như chương trình đề ra. Mặc dù cả Ju-89 và Do-19 vẫn chưa đạt yêu cầu về tầm bay tải trọng vũ khí so với yêu cầu của tướng Weber, song chúng đã đạt nền bóng cơ bản cho lực lượng không quân chiến lược của Đức trong tương lai. Ngày 3 tháng 6 năm 1936, tướng Weber qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Tướng Olbert Kesselring tiếp quản vị trí tham bầu trưởng không quân Đức. Theo tài liệu phân tích về Kesselring đăng trên oldworldwars.com, Ông không nhìn thấy vai trò nổi bật nào của máy bay ném bom chiến lược. Ông cùng với các chiến lược gia quân sự Ernst Udet và Erhard Milch thuyết phục thống chế Hermann Göring, tư lệnh không quân Đức, rằng máy bay ném bom chiến lược quá tốn kém và không hiệu quả. Kesselrin lập luận rằng các máy bay chiến thuật nhanh nhẹn sẽ hiệu quả hơn so với các máy bay ném bom hạng nặng chậm chạp. Theo lời khuyên của Kesselring, thống chế Warren cho ngân toàn bộ dự án máy bay ném bom Uran trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Không quân Đức tập trung vào phát triển các máy bay chiến thuật, các máy bay ném bom bổ nhào hai động cơ. Theo một tài liệu đăng tải trên Humanities 360, hai năm sau cái chết của tướng Weber, bộ hàng không Đức đề xuất dự án máy bay ném bom hạng nặng America. Dự án này đề xuất phát triển một mẫu máy bay ném bom có khả năng mang theo 4,5 tấn bom, tấn công các mục tiêu tiếp giáp gần nước mỹ. Có bốn mẫu thử nghiệm đã tham gia chương trình, gồm Focke-Wulf FW-300, Focke-Wulf TA-400, Henken Hi-277, -He Junkers Ju-390 và Messerschmitt Mi-264. -Me Tuy nhiên, dự án này không thể triển khai vì những lý do không rõ ràng. Sau đó, Bộ Hàng không Đức đã chỉ định mẫu Henken Hi-177 -He là máy bay ném bom tầm xa của Đức. Tướng Olbert Kesselring tiếp tục phạm một sai lầm nghiêm trọng khi chuyển đổi vai trò Hi-177 thành máy bay ném bom bổ nhau. Trong khi đó, Mỹ và Liên Xô đã âm thầm phát triển các máy bay ném bom hạng nặng tầm xa. Những máy bay này đã gián cho Đức những thiệt hại vô cùng to lớn. Hàng loạt căn cứ quân sự, kho tàng, cơ sở sản xuất bị đánh phá ác liệt, khiến quá trình sản xuất gần như bị tê liệt. Sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường, thống chế Waring cũng như các nhà hoạch định chiến lược quân sự Đức mới cảm thấy thấm thía vai trò không quân chiến lược. Waring than vãn về việc thiếu lực lượng ném bom hạng nặng và nguyên rủa những người đã thuyết phục ông ta rằng những máy bay chiến thuật vượt trội hơn so với các máy bay ném bom hạng nặng. Thậm chí Warren nói một cách tuyệt vọng, vâng, những máy bay ném bom hạng nặng kém cỏi của phía bên kia đang làm một công việc tuyệt vời là phá hoại đất Đức từ đầu đến cuối. Khi Đức nhận thức rõ ràng vai trò của không quân chiến lược thì đã quá muộn để có thể khởi động lại các dự án bị hủy bỏ trước đó. Trước đó. Chim ưng đêm F-117, tàng hình của Không quân Mỹ. F-117 Night Hawk có thiết kế khí động học quái dị, nó là chiến đấu cơ mở đường cho kỷ nguyên máy bay tàng hình của thế giới. Đức quốc xã là quốc gia đầu tiên đề xuất ý tưởng phát triển một máy bay có khả năng tàng hình trước radar. Ngày 18 tháng 6 năm 1981, chiếc F-117 Night Hawk, chim ưng đêm, thực hiện chuyến bay đầu tiên, mở ra kỷ nguyên của những chiến đấu cơ tàng hình. F-117 là sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin phát triển cho Không quân Mỹ. Tập đoàn này đã sản xuất tổng cộng 64 chiếc F-117, trong đó có 5 mẫu thử nghiệm. Theo trang tin quân sự Military Today, Không quân Mỹ đưa F-117 vào hoạt động từ tháng 10 năm 1983, khiến họ trở thành lực lượng không quân đầu tiên trên thế giới sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình. F-117 có thiết kế khí động học quái dị, nhằm làm tán xạ sóng radar từ đó giúp nó khó bị phát hiện hơn bằng các biện pháp trinh sát điện tử. Nhìn trực diện, F-117 trông như chiếc kim tự tháp di động. Một sĩ quan không quân Hoàng Anh Gia khi thấy chiếc máy bay này đã nghi ngờ về khả năng bay được của nó. F-117 tham chiến lần đầu trong cuộc chiến ở Panama năm 1989. Trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991, chiến đấu cơ tàng hình này đã thực hiện khoảng 1.300 phi vụ không kích. F-117 có khoang vũ khí bên trong thân, có thể mang theo tải trọng tối đa 2.300 kg bao, bao gồm các loại bom thông minh, GDAM, bom dẫn đường laser. Một chi tiết khá thú vị là F-117 không có radar bên trong mũi như trong các chiến đấu cơ khác. Người ta trang bị cho nó hệ thống định vị, tấn công kỹ thuật số, dựa trên cảm biến hồng ngoại cùng hệ thống chỉ thị mục tiêu laser. Do thiết kế khí động học quá dị, do thiết kế khí động học quá dị nên F-117 rất khó điều khiển. Để khắc phục vấn đề này, nhà sản xuất đã trang bị cho nó hệ thống điều khiển bay Fly by Wire, 4 kênh tín hiệu. Hệ thống này sẽ tự động điều chỉnh các khiếm khuyết về khí động học giúp máy bay ổn định hơn. Một nhược điểm lớn của F-117 là thiếu khả năng cơ động do hình thù đặc biệt của nó. Một chiếc F-117 đã dễ dàng bị bắn hạ bằng loại tên lửa phòng không lạc hậu SA-3 trong chiến dịch không kích Nam Tư năm 1999. Không quân Mỹ cho ngưng sử dụng toàn bộ phi đội F-117 vào tháng 4 năm 2008 để nhường chỗ cho tiêm kích tàn hình thế hệ 5 F-22 Raptor hiện đại hơn. Chán người trước loạt vũ khí tối tân trên chiến đấu cơ hiện đại Su-30 về tổng quan Su-30 là một hệ thống vũ khí tiến công xung kích đường không nhiều mục đích được phát triển trên cơ sở các biến thể của máy bay tiêm kích Su-27 gồm các tổ hợp vũ khí có điều kiện chính xác và khí tài chiến đấu nhiều tính năng dùng để thực hiện nhiều loại hình nhiệm vụ chiến đấu khác nhau của lực lượng không quân chiến thuật Máy bay tiêm kích Su-30 có khả năng mang theo 8 tấn vũ khí. Ở Su-30 MKK là 12 tấn, bao gồm pháo GSH 39-30mm, 150 viên đạn, các loại tên lửa chống radar KH-31, tên lửa dẫn đường bằng laser KH-39, KH-59, tên lửa không đối không R-27, R-73E, R-77, bom có điều khiển KAB-500KR, KAB-1500KR, FAB-500T, dưới đây là đặc điểm của các loại vũ khí có thể trang bị trên chiến đấu cơ Su-30, pháo GSH-301. Loại vũ khí đầu tiên của Su-30 MK2 là pháo GSH-301 thiết kế đặt trong thân máy bay, nằm ở góc cánh phải dùng cho không chiến tầm cực gần, khoảng 1.200-1.800m ở cự ly mà tên lửa khó phát huy tác dụng. GSH-301 thiết kế với một nòng pháo cỡ 30mm, 150 viên đạn có tốc độ bắn tối đa 1.800 viên một phút, nhưng thông thường nó chỉ giới hạn ở tốc độ 1.500 viên một phút để giảm độ hao mòn cho nòng súng. Ngoài ra, tuổi thọ của nòng pháo cũng rất ngắn, chỉ bắn 2.000 viên. Tên lửa KH-31 KH-31 là tên lửa hành trình siêu âm, có khả năng tiêu diệt radar đối phương, mục tiêu mặt đất hoặc hạm tàu trên biển. Tùy từng biến thể, tên lửa KH-31 trang bị hai động cơ, khi phóng, động cơ đẩy phụ khởi động giúp KH-31 đạt tốc độ Mach 1,8, hết nhiên liệu, động cơ tách khỏi thân, sau đó động cơ phản lực tính nhiên liệu dầu lửa kích hoạt đưa tên lửa vượt tốc độ Mach 4. Tầm bắn phụ thuộc vào từng biến thể, hai biến thể chủ yếu của SU-30 là tên lửa không đối hạm KH-31A, lắp đầu từ dẫn radar chủ động, có thể tiêu diệt tàu chiến ở cự ly tối đa 50 km, lắp đầu đạn thuốc nổ nguyên khối nặng 94 kg tên lửa chống radar KH-31P, lắp đầu tự dẫn bị động cho nhiệm vụ phát hiện sóng radar và tấn công đài phát, tên lửa có tầm bắn tối đa 110 km, lắp đầu đạn nặng 87 kg. Tên lửa đối đất KH-29 KH-29 là tên lửa không đối đất tầm ngắn, có điều khiển thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất, công sự phòng ngự đối phương, kho tàng bến bãi, sân bay hoặc khi cần nó có khả năng đánh chìm tàu có lượng dạng nước là 10.000 tấn tên lửa phát triển với nhiều biến thể, mỗi biến thể trang bị hệ thống dẫn đường cùng tầm bắn khác nhau. Máy bay, bay Su-30 có thể mang ba biến thể KH-29 sau. KH-29L sử dụng đầu tự dẫn laser bán chủ động có tầm bắn 8 đến 10 km. KH-29T lắp đầu tự dẫn quang truyền hình có tầm bắn 12 km. KH-29TE lắp đầu tự dẫn hình bị động, tăng tầm bắn tới 30 km. Tên lửa KH-29 lắp động cơ nhiên liệu rắn, cho phép đạt tốc độ 1.470 km một trang bị đầu đạn xuyên giáp nặng tới 320 kg. Tên lửa đối đất KH-59 KH-59 là tên lửa hành trình đối đất tầm xa, thiết kế để tiêu diệt công sự phòng ngự, kho tàng, bến bãi, sân bay, chiến hạm trên biển. Tên lửa thiết kế với 4 cánh thăng bằng trên thân và 4 cánh lái ở đuôi. Tên lửa có trọng lượng gần 1 tấn, lắp đầu đạn thuốc nổ phân mảnh hoặc đầu đạn chùm nặng 320 kg hầu hết các biến thể KH59 đều trang bị hai động cơ, một động cơ chính nhiên liệu bột và máy gia tốc nhiên liệu bột ở đuôi. Tốc độ tên lửa cận âm tầm bắn đạt được 200 km, nhưng biến thể xuất khẩu chỉ đạt 115 km. Trước khi bắn, tọa độ mục tiêu nạp vào tên lửa và giai đoạn hành trình đầu dùng hệ dẫn định vị quán tính. Ở các mục tiêu 10 km, đầu từ dẫn truyền hình được kích hoạt và tự nhận diện tấn công mục tiêu. Tên lửa đối không R-27 R27 là tên lửa không đối không có điều khiển trang bị chủ yếu cho các dòng tiêm kích Mixu dành cho không chiến tầm trung và tầm xa. Đặc trưng của R27 thiết kế theo kiểu module nên nó có thể tùy biến trang bị các hệ thống dẫn đường và các loại động cơ để tăng tầm khác nhau. Tên lửa có 4 cánh phụ hình chữ thập ở thân và 4 cánh điều khiển đuôi cho phép tên lửa đổi hướng đột ngột mà vẫn giữ được độ ổn định. Su-30MK2 có khả năng mang các biến thể R27 như R27T, ET được lắp đầu từ dẫn hồng ngoại, tầm bắn 70 đến 120 km, R27R ER lắp đầu từ dẫn radar bán chủ động, tầm bắn 30 đến 130 km, tốc độ hành trình tên lửa 3031 km một giờ, đầu nổ mảnh hoặc tiếp xúc nặng 39 kg. Tên lửa đối không R37E R-37E là tên lửa không đối không tầm ngắn, được phát triển trang bị chủ yếu cho các dòng tiêm kích MiG và Su dành cho không chiến tầm gần. R-73E thiết kế với đầu từ dẫn hồng ngoại, tìm kiếm mục tiêu tỏa nhiệt. Thiết bị cảm biến có thể nhìn thấy mục tiêu lên đến góc 60 độ. Nó có thể hiển thị lên trên thiết bị hiển thị mục tiêu gắn trên mũ phi công để điều khiển tên lửa tấn công mục tiêu. R-73E trang bị động cơ rocket nhiên liệu rắn, cho phép đạt tầm bắn tối đa 20 km, biến thể M1, M2 lên tới 30-40 km, tốc độ hành trình Mach 2,5. Nó có thể tiêu diệt mục tiêu bay thấp 300 m hoặc ở trần bay cao 30 km. Tên lửa đối không R-77 R-77, tên gọi khác RVV AE, là tên lửa không đối không tầm trung, thiết kế đánh dặn mọi mục tiêu trên không trong điều kiện đối phương sử dụng các biện pháp kề nhiễu điện tử mạnh. R-77 có đặc điểm là bốn cánh giữ thăng bằng ở chính giữa và bốn cánh ở phía đuôi. Khi bắn, giai đoạn đầu máy bay chủ yếu dẫn bằng hệ thống định vị quán tính cùng những thông tin cập nhật từ máy bay phóng tên lửa cách mục tiêu 20 km, đầu tư dẫn chủ động trên tên lửa sẽ tự kích hoạt tìm kiếm và tấn công mục tiêu tự động. Tên lửa có tầm bắn tối đa tiêu diệt mục tiêu phía trước cách 80 km hoặc có thể tiêu diệt mục tiêu phía sau ở cờ liên ngắn 300 m. Tên lửa có thể bay với vận tốc tối đa 3.600 km một giờ, độ cao đánh chặn từ 0,02 đến 25 km. R-77 trang bị một đầu đạn thuốc nổ phân mảnh, nặng 30 kg. Bom có điều khiển, Chiến đấu cơ Su-30 có khả năng mang được cả các loại bom có điều khiển để tấn công mục tiêu cứng dưới mặt đất như kho tàng, bến bãi, cầu cống, cơ sở quân sự, sân bay và khi cần có thể dùng để tấn công tàu chiến, tàu vận tải trên biển. Su-30 có thể mang 3 loại bom có điều khiển, lắp đầu từ dẫn quan điện tử truyền hình. KAB 500 kr nặng 520 kg, trong đó đầu đạn nặng 380 kg, yêu cầu ném ở độ cao 500 m đến 5 km. KAB 500 OD nặng 370 kg, dùng đầu đạn áp nhiệt, yêu cầu ném ở độ cao 0,5 đến 5 km. KAB 1500 KR nặng 1525 kg, đầu đạn nặng 1170 kg, yêu cầu ném ở độ cao 1 đến 8 km. Ngoài ra, máy bay có thể mang các loại bom không điều khiển, FAB 500 trên 1500 hoặc rocket các kích cỡ.